Đố Chip và các bạn nhỏ, câu ca dao này nói về địa danh nào? Dù ai đi đâu về đâu, mồng 10 tháng 8, Chợ Châu thì về. Eo ơi, câu đố gì mà khó thế? Địa danh này được gọi là thành phố cảng của miền Bắc đấy. À, thế thì tớ biết rồi, là thành phố Hải Phòng. Đúng rồi đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Hải Phòng có những gì hả Tít? Ở đây có tượng nữ tướng Lê Chân, một vị anh hùng đã được lưu vào sử sách. Để tớ cắm cờ nhé. Tít ơi, chúng mình đã được học bao nhiêu dấu thanh nhỉ? Dễ ợt, có 6 thanh: thanh ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. Đúng rồi đấy. Thế đố cậu, tên của tớ, dấu sắc đánh vào chữ cái gì? Tên của cậu hay của tớ thì dấu sắc vẫn đánh trên chữ y ngắn. Thế đố cậu, chữ xòe thì dấu thanh đánh ở đâu? Đương nhiên là chữ O rồi. Không, chữ E mới đúng chứ. Chữ O. Chữ E. Cô chào các em. Chúng em chào cô ạ. Cô ơi, trong tiếng xòe, dấu huyền đánh vào đâu ạ? Vào chữ O đúng không ạ? Chữ E đúng không cô? Để biết ai đúng ai sai, chúng ta hãy ôn lại về cách đánh dấu thanh. Vâng ạ. Bây giờ, Tít tìm cho cô 3 tiếng có âm chính là nguyên âm đơn, không có âm đệm. Còn Chip tìm cho cô 3 tiếng có âm chính là nguyên âm đơn, có âm đệm. Thưa cô, em có các từ nở, nhà, hát. Em có các từ quà, tuế, hoàn. Hoàn toàn chính xác. Các em chú ý, các dấu thanh phải đặt ở trên hoặc đặt ở dưới chữ ghi âm chính của tiếng. Ví dụ, tiếng hát, âm chính là A nên dấu sắc đặt ở trên chữ A. Còn tiếng tuế có âm đệm là chữ U, âm chính là E nên dấu sắc đặt trên chữ E. Thưa cô, tiếng xòe có dấu huyền đặt ở trên chữ E đúng không ạ? Đúng rồi, tiếng xòe có âm đệm là O, thế nên dấu huyền sẽ đặt ở trên âm chính E. Tít đã tâm phục khẩu phục chưa? Hi hi, tớ phục sát đất rồi đây. Cô ơi, thế còn những từ có âm chính là nguyên âm đôi thì dấu thanh sẽ đánh vào đâu ạ? Các em chú ý, tiếng có âm cuối thì đánh dấu thanh vào chữ cái thứ hai trong nguyên âm đôi. Ví dụ, tiền, chuồn, buồn, lượn. Với tiếng không có âm cuối thì đánh dấu thanh vào chữ thứ nhất trong nguyên âm đôi. Ví dụ như mùa, chùa, rửa, cửa, tía. À, vậy thì tiếng tiền, phiền, dấu huyền đánh vào chữ E. Còn tiếng mùa, chùa, dấu huyền lại đánh vào chữ U. Chính xác, các em hãy ghi nhớ quy tắc đánh dấu thanh. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở chuyên đề sau. Các cậu ơi, hôm nay tớ và Chip sẽ giới thiệu một trò chơi mới. Trò chơi tên là gì hả Chip? Trò chơi truyền điện. Chúng tớ thử chơi các cậu xem nhé. Truyền điện, truyền điện. Truyền ai, truyền ai? Truyền Chip. Chip kể tên một quả có dấu sắc. Táo. Truyền điện, truyền điện. Truyền ai, truyền ai? Truyền Tít. Kể tên một loại quả có dấu huyền. Đào. Hoan hô. Các bạn ơi, mình cùng chơi với nhiều bạn để thêm vui nhé. Các bạn ơi, các bạn có trò chơi nào hãy gửi về cho chúng tớ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.